trước mắt quý vị là chiếc loa kéo JBA 505B, một mẫu loa kéo 4 tấc gỗ đến từ thương hiệu của Trung Quốc với giá bán là 5.300.000 đồng. Xin mời quý vị hãy cùng mình đi tìm hiểu, khám phá chiếc loa này để xem nó có đáng mua với tầm giá của nó hay không. Đầu tiên, quý vị có thể thấy chiếc loa này nó có một thiết kế khá bắt mắt với chất liệu vỏ gỗ, bên ngoài của nó phủ một lớp dán giả vân gỗ rất đẹp mắt. Mặt trước là một tấm lưới kim loại màu vàng ánh kim với những họa tiết hoa văn, nhìn nó rất là hiện đại. Bên trong là hệ thống loa 3 đường tiếng với một loa bass 4 tấc, một loa trung và một loa chất kèn. Về mặt chất lượng âm thanh, thực sự là chiếc loa này nó mang đến một chất âm không phải là quá hoàn hảo. Cái mức công suất của nó đạt được cũng không phải quá lớn, nhưng trong ngân sách 5.300.000 đồng, chúng ta hoàn toàn chấp nhận được một chiếc loa kéo với công suất đủ lớn để chúng ta khuấy động những không gian bên ngoài trời. Đồng thời, cái chất lượng âm thanh của nó ở mức khá tốt, khi chúng ta cảm nhận được âm thanh nó đủ rõ ba giải: giải trầm, giải trung và giải cao, với những tiếng chét nó khá là leng keng và chi tiết. Tiếng bass của nó sâu lắng mềm mại. Những chiếc loa như thế này rất phù hợp để quý vị mua về đặt trong phòng khách. Chúng ta vừa hát karaoke nghe nhạc, nó như một trang trí. Với những căn phòng mà nội thất của chúng ta nó sáng màu thì chiếc loa này nó tôn thêm vẻ đẹp và nó không làm căn phòng của chúng ta thêm vẻ tối tăm u ám, giống như là một vài những bộ loa kéo thường là màu tối như màu đen chẳng hạn. Các chi tiết của nó được gia công rất là sắc sảo. Nhìn chung về ngoại hình thì chiếc loa này mình khá là ưng, nó rất là đẹp đấy. Bên cạnh của nó là bảng điều khiển, cái này thì có lẽ mình không giới thiệu nhiều nữa, vẫn là những tính năng bình thường, được ký hiệu bằng những cái chữ Trung Quốc và tiếng Anh. Bên chân của nó là hai lỗ cắm để chúng ta cắm mic vào. Cái này nó rất là tiện lợi khi sử dụng để nó tránh chúng ta bị thất lạc cũng như là lăn mic rơi mic nó gây hư hỏng. Bởi vì nó là loa di động cho nên nó được trang bị một cái tay kéo, và giờ đây thì nhiều chiếc loa đã bỏ đi cái tay kéo này. Tuy nhiên thì cái việc có tay kéo chúng ta nó cũng có một cái gì đó điểm nhấn về mặt ngoại hình, đồng thời là khi chúng ta di chuyển trong cái khoảng cách xa thì tay kéo nó cũng là một cái vật dụng, công cụ hữu ích. Và chiếc loa này được trang bị hệ thống bánh xe đa chiều với 4 bánh xe, di chuyển rất là linh hoạt. Tích hợp bình ắc quy dung lượng là 12 ampere giờ. Chiếc JBA 505B nó giúp cho thầy quý vị thời gian sử dụng liên tục từ 4 đến 6 giờ phát nhạc ở âm lượng khoảng 70-80%. Loa trò chất bát chất nhạc rất mềm mại, rất đầm thắm. Năm tháng xa vời, đời có vui với ai, cả áo xanh huyền mơ, thương mỗi ân tình xưa. Và đương nhiên rồi, đi kèm theo loa quý vị được trang bị một cặp mic bằng kim loại. Quý vị đang nghe tiếng mic của chiếc loa kéo JBA 505B. Quý vị có thể cảm nhận được là tiếng mic của nó cũng mềm giống như tiếng nhạc. Nó không thực sự là quá là sáng giống như là một vài dòng loa kéo đến từ Beats hoặc Prosync. Nhưng mà trong cái tầm giá này theo cá nhân mình thì nó hoàn toàn chấp nhận được. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đây xin mời quý vị hãy đeo tai phone, chúng ta cùng thưởng thức chất lượng karaoke của chiếc loa kéo này thông qua phần thể hiện của anh Phan Hùng. Xin mời quý vị. Yêu em hơn và yêu em mãi, dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đã dông cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi.